Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Mỹ mua lại máy bay chiến đấu cũ thời Liên Xô để chuyển giao cho Ukraine. Kế hoạch trói chân Donald Trump tại tòa của phe Dân Chủ, hòng ngăn chặn Trump vận động tranh cử đã thất bại. Thượng nghị sĩ Graham chỉ trích các cuộc đấu tranh tại tòa án của Trump là truy tố có chọn lọc. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Washington được cho là đã mua 81 máy bay từ Kazakhstan với giá trung bình dưới 19.000 USD một chiếc. Cụ thể, theo tờ Kyiv Post, chính phủ Mỹ đã mua hầu hết các máy bay chiến đấu thời Liên Xô của Kazakhstan đã không còn sử dụng và được bán trong một cuộc đấu giá gần đây. Số máy bay này có thể sẽ được chuyển giao cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Theo thông tin, Washington là bên trúng thầu mua 81 trong số 117 máy bay chiến đấu cũ được đưa ra đấu giá thông qua các thực thể nước ngoài với tổng trị giá 1,5 triệu USD. Báo cáo không đưa ra chi tiết về số lượng máy bay mỗi loại đã được mua, nhưng cho biết trong số đó có các loại máy bay tiêm kích MiG-29, cường kích MiG-27 và máy bay ném bom Su-24. Ngoài ra, Kazakhstan cũng chào bán máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31 trong cuộc đấu giá trên. Tất cả các máy bay được liệt kê là trong tình trạng không sử dụng được và chi phí hiện đại hóa chúng được coi là không thực tế về mặt kinh tế. Các loại máy bay chiến đấu này được chế tạo vào những năm 1970 và năm 1980, đã nghỉ hưu theo chương trình hiện đại hóa của quân đội Kazakhstan. Theo tính toán, trung bình mỗi máy bay cũ này thì phía Mỹ phải trả là dưới 19.000 USD. Trên thực tế, toàn bộ phi đội gồm 81 máy bay phản lực chỉ có giá tương đương với 10 tên lửa AGM-114 Hellfire, một trong những loại đạn không đối đất thường được sử dụng bởi thiết bị bay không người lái và máy bay chiến đấu của Mỹ. Các quan chức quân sự Mỹ chưa tiết lộ số máy bay mua lại của Kazakhstan sẽ được sử dụng như thế nào. Song theo thông tin của tờ Kyiv Post thì ngày càng có nhiều đồn đoán rằng có khả năng cuối cùng chúng sẽ được chuyển giao cho Kyiv. Một số chuyên gia nhận định nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng Ukraine có thể sẽ tháo rời để lấy phụ tùng thay thế hoặc sử dụng chúng làm mồi nhử tại các sân bay. Kazakhstan, vốn là đồng minh của Nga, ngày càng gắn kết với các quốc gia phương Tây kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tiếp đón Ngoại trưởng Anh David Cameron tới Astana hồi đầu tháng này, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã tới Astana vào năm ngoái để hội đàm với các nhà lãnh đạo quốc gia Trung Á này. Kế hoạch trói chân Donald Trump tại tòa của phe Dân Chủ, hòng ngăn chặn Trump vận động tranh cử đã thất bại. Quý vị thân mến, phe Dân Chủ nghĩ rằng bằng việc trói chân Donald Trump suốt ngày trong tòa thì ông ấy không thể vận động tranh cử. Nhưng không, Donald Trump luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Ông đã thay đổi chiến lược vận động tranh cử của mình, khiến phe Dân Chủ ôm đầu tá hỏa. Cụ thể, trong thời gian hầu tòa, Tổng thống Trump đã dành hết những khoảng thời gian trống là phần thời gian nghỉ ngơi của bản thân để đi vận động cử tri. Đó là những bữa tối, ngày cuối tuần và ngày nghỉ hiếm hoi. Ông đã ghé thăm các khu vực bầu cử quan trọng trong thành phố, tiếp đón các quan chức ngoại quốc tại tòa cao ốc Trump Tower và tấn công đối thủ của ông hàng ngày trong một chiến dịch du kích vì chính thành phố này. Cựu Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm ngày 16 tháng 4, một ngày sau khi bắt đầu phiên tòa xét xử ông với các cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, chúng tôi sẽ tham gia một trận đấu lớn vì New York. Những nhận xét nói trên được cựu Tổng thống đưa ra trong chuyến ghé thăm một cửa hàng bách hóa ở Harlem, nơi một người đàn ông đã bị đâm tử vong. Tôi yêu mến thành phố này, mọi chuyện đã trở nên rất tồi tệ trong 3 năm qua và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của New York. Điểm dừng chân này dường như được tính trước để thu hút các cử tri thiểu số, những người đã dần dần rời bỏ đảng Dân Chủ trong 8 năm qua. Một video cho thấy cảnh một đám đông lớn tụ tập xung quanh cửa hàng này và hô vang 4 năm nữa khi cựu Tổng thống Trump đến. Hôm ngày 26 tháng 4, cựu Tổng thống Trump tới thăm một công trường trước khi trình diện trước tòa. Ở đó, ông bắt tay với những công nhân đang xây dựng một trụ sở 70 tầng của một trong những ngân hàng lớn nhất đất nước. Hành động này dường như được suy tính là để tăng sự ủng hộ của những người mà Biden xem là một trong những khối cử tri cốt lõi của ông, công nhân nghiệp đoàn. Khi có thể rời New York, cựu Tổng thống Trump đã lên lịch để thăm các tiểu bang quan trọng đối với chiến lược tái tranh cử của ông. Một cuộc meeting cuối tuần ở Wilmington, North Carolina, một tiểu bang mà cựu tổng thống đã giành chiến thắng xích sao hồi năm 2020, đã bị hoãn lại do dông bão sắp ập đến. Các cuộc vận động tranh cử của ông Trump dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 5 tại hai tiểu bang chiến địa quan trọng là Wisconsin và Michigan. Trong khi đó, Biden đã đang tích cực vận động tranh cử. Ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, chiến dịch tranh cử của Biden đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy chính ông đang chụp ảnh cùng với những người ủng hộ bên cạnh những cảnh quay cựu Tổng thống Trump tổ chức một giải đấu golf tại sân golf của ông ở West Palm Beach, Florida. Bên ngoài phòng xử án, cựu Tổng thống Trump đã tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày, dùng micro để tuyên bố mình vô tội, chê bai các cáo buộc chống lại ông và chỉ trích Joe Biden. Ngài nói, họ truy đuổi tôi mà tôi thì không làm gì sai, và gọi phiên tòa này là một cuộc săn phù thủy. Ngoài việc tranh thủ các ngày nghỉ tại tòa, cựu Tổng thống còn dành hết các buổi tối và cuối tuần cho cử tri, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của mình trên vũ đài quốc tế bằng cách chiêu đãi các quan chức ngoại quốc. Trong đó phải kể đến chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh David Cameron tới câu lạc bộ Mar-a-Lago ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, dùng bữa tối với Tổng thống Ba Lan Andres Duda ở New York trong tuần đầu tiên của phiên tòa, và một cuộc gọi điện thoại với Thái tử Saudi Mohammed bin Salman. Hôm ngày 23 tháng 4, cựu Tổng thống Trump đã dùng bữa tối với cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản. Theo chiến dịch tranh cử của Trump, họ đã trò chuyện về tầm quan trọng của mối bang giao Hoa Kỳ-Nhật Bản, cũng như các mối đe dọa do Trung Quốc và Bắc Hàn gây ra. Trận chiến vì New York. Theo nhà thăm dò ý kiến Rich Baris, liệu trận chiến vì New York này có thành công hay không thì còn chưa chắc chắn. Ông Baris nói, sẽ cần có một sự chuyển đổi khỏi Đảng Dân Chủ một cách đáng kể và mang tầm lịch sử. Đồng thời tất cả các vị tinh tú sẽ cần phải xếp thẳng hàng thì cựu Tổng thống Trump mới có thể giành được thắng lợi ở New York. Điều đó nói lên rằng tôi đồng ý với chiến lược đến thăm các khu vực đô thị được nhắm mục tiêu đến ở các tiểu bang như New York, nếu không vì lý do nào khác ngoài việc gieo mầm cho sự thay đổi bầu cử lâu dài. Ông Jason Meister, một thành viên ban cố vấn của ông Trump tại New York, nói rằng cựu Tổng thống Trump nổi tiếng với việc biến bất lợi thành lợi thế, và đó là chiến lược đằng sau việc đi vào các khu dân cư ở New York vì ông không bị bắt làm con tin chính trị ở trong phiên tòa. Theo ông Gerard Fility, cố vấn cấp cao của tờ Lawfare Projects, mặc dù bị cầm chân tại các phòng xử án, nhưng chiến dịch tranh cử Trump vẫn có thể đạt hiệu quả trong việc gây quỹ. Việc quyên góp quỹ hiệu quả cho một cựu tổng thống có tên tuổi được công nhận và ủng hộ không đòi hỏi nhiều sự kiện như cho một ứng cử viên ít nổi tiếng hơn. Đó là vì phần lớn nguồn tài trợ đến từ các nhà tài trợ lớn và được chuyển qua các ủy ban hành động chính trị, và cựu Tổng thống Trump có thể tiếp tục gặp gỡ các nhà tài trợ đó khi ở New York. Theo một cố vấn truyền thông từ hệ thống tòa án thống nhất tiểu bang New York, phiên tòa này dự kiến sẽ kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Thượng nghị sĩ Graham chỉ trích các cuộc đấu tranh tại tòa án của Trump là truy tố có chọn lọc. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết hôm Chủ nhật rằng tất cả các vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Trump đều là truy tố có chọn lọc. Ông nói với Dana Bash trên State of the Union của CNN rằng các cuộc chiến pháp lý chống lại cựu Tổng thống là chính trị. Đảng Cộng hòa Nam Carolina cũng đề cập đến phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở New York bắt đầu vào đầu tháng này tại phòng xử án ở Manhattan. Tại sao bạn không hỏi tôi liệu nếu ông ấy bị kết án trong bất kỳ phiên tòa nào, liệu điều đó có thay đổi quan điểm của tôi hay không? Không, tôi nghĩ tất cả những phiên tòa này đều mang tính chính trị. Tôi nghĩ đó là sự truy tố có chọn lọc. Tôi nghĩ những gì đang diễn ra ở New York là một sự phẫn nộ. Vụ án cách đây 8 năm, họ đã tạo ra một tội ác chỉ dành cho Trump. Tôi nghĩ đó là sự truy tố có chọn lọc vì mục đích chính trị. Cựu Tổng thống Trump bị buộc tội 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản hoàn trả cho người dàn xếp khi đó của ông, Michael Cohen, cho khoản thanh toán cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016 để giữ im lặng về cáo buộc ngoại tình với cựu Tổng thống. Donald Trump, người đang phải đối mặt với tổng cộng 88 cáo buộc hình sự với 4 bản cáo trạng khác nhau, cũng thường xuyên coi các vụ việc này là có động cơ chính trị. Ông ấy đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Graham cũng cho biết cử tri quan tâm đến các vấn đề của chính họ hơn là những rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống. Vì vậy, Tôi nghĩ hầu hết người dân Mỹ sẽ không quyết định cách bỏ phiếu dựa trên những rắc rối pháp lý của Trump, mà là những rắc rối họ gặp phải, lạm phát, tội phạm, biên giới bị phá vỡ. Cuộc thăm dò ý kiến của bạn cho tôi biết mọi thứ tôi cần biết về những vấn đề pháp lý này đối với Trump. Mọi người đang nhìn vào vấn đề của họ, chứ không phải vấn đề pháp lý của Trump. Ông ấy đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ hoàn toàn ủng hộ Trump, ngay cả khi Trump bị kết án trong bất kỳ phiên tòa nào. Hầu hết mọi người đã bác bỏ điều này. Họ sẽ tập trung vào các vấn đề của mình, chứ không phải một loạt vụ kiện do những người theo chủ nghĩa tự do đưa ra chống lại Trump.